54 3 số cuối 690, khán giả có tên Nguyễn Văn Thiện có gửi đến cho chương trình một câu hỏi với nội dung như sau. Ao 7.500m2 sâu 3m, thả 8.000 con cá chim được 5 tháng. Do thời tiết lạnh nên cá bơi ít, rong rêu bám vào miệng, làm cá không ăn được và chết. Xin hỏi cách khắc phục như thế nào? Và khán giả cũng muốn hỏi thêm là thời tiết này có nên bật quạt khí xuống ao nuôi hay không? Một lần nữa xin được mời chuyên gia Bùi Quang Tề ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Đối với cá chim là cá nhiệt đới, nó không phải là cá nó không ưa được lạnh, nên nó khi bị lạnh, trời tiết mấy hôm nay là rét liên tục thì chắc chắn cá của anh thì anh nó có rong rêu nó bám miệng là bệnh nấm thì bị, đó là cái bệnh rất nguy hiểm. Cái thứ hai là khi bệnh nấm thì bị thì thường là môi trường nước là ô nhiễm hữu cơ thôi, nếu mà ô nhiễm cái khác thì chắc là cá chết hết. Nên là mùa này là không phải cho ăn, không phải cho ăn chứ không phải. Nó là mấy em lạnh, giờ nó lạnh như thế này có thể giảm tới, nếu cùng lắm nào trời ấm lên thì cho ăn được 30% so với mọi khi. Đấy cái thứ nhất. Tôi cũng nói luôn xong tí cách xử lý cái này nào tôi sẽ nói. Cái hai là bật quạt, thì đã là trời lạnh thì phải nhớ là bật quạt vào lúc trời nắng nhất. Tức là 2-3 giờ chiều bật để cho cái khối nước ấm lên. Ban đêm không nên bật, thì bật trời lạnh ban đêm 11 độ, 12, 19 độ tôi biết ở Bắc Ninh ở đây rồi. Thì lúc đó mà bật lên là nước ở đây từ anh lạnh, lạnh thì càng chết cá. Nên là ban đêm không nên bật quạt mà ban ngày mà bật là khoảng 1 cho đến 5 giờ chiều là trời nắng nhất. Đấy ta phải ưa là dùng cái quạt nước để đảo nước lên để nước nóng lên thôi. Thế còn tư vấn để xử lý cái này. Cái thứ nhất là định kỳ cho tôi là 7 ngày một lần dùng cái thuốc diệt trùng, tức là khử trùng cái ao. Thí dụ như là TCA, povidin, liều sử dụng trong nhà sản xuất 7 ngày một lần để diệt tất cả các bào tử nấm và kể cả vi khuẩn. Thứ hai là anh dùng cái thuốc kháng nấm, đặc trị nấm là Antibu. Anh có thể phun xuống ao luôn là 350ml cho 1 mét khối. Thì anh tính cái ao của anh bao nhiêu thì anh phun. Và nhớ mỗi tuần phun một lần. Nhưng nếu mà lồng thì anh bắt lên tắm được, nhưng mà tắm thì tăng gấp 10 lần lên, tức là 20 đến từ 30 đến 50 ml, nhưng mà chắc là anh nuôi ao. Lần thứ hai là chắc ăn nữa thì anh có thể dùng cái thuốc thảo dược cao cấp cho ăn là Eucaprin, thì nó diệt được cả cũng có thể tắm, nhưng mà thôi tốt nhất là anh dùng Antibu thôi. Còn nếu mà có điều kiện mà nó bị lở loét các thứ ra thì có thể dùng cái thảo dược cao cấp với Eucaprin cho ăn cũng 1 ml cho ăn 5 đến 7 kg cả, và cho ăn 5-7 ngày. Và nhớ một tháng cũng cho một lần thôi cũng được. Thì gần Tết anh cho một lần hay hai lần. Chúc anh xử lý thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia thủy sản.